Rồi, chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang theo dõi kênh chat âm thanh của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Thì trước mắt quý vị và các bạn là con âm ly size khủng của Sapa quý vị. Đây là con Sapa đời lớn nha, 9001. Sapa 9001 nha vị, đời cao. Con này thì nó đánh 4 con sò sắt RCA của Mỹ. Và cái chất âm của nó rất là sạch sẽ quý vị. Con này quý vị có thể ghép với những đôi loa cần công suất khỏe. Đấy, những đôi loa khó đánh như B-Dub, những dòng loa châu Âu, những dòng loa Mỹ như em đang ghép với đôi AR2AX đây quý vị. Đánh bass trầm sâu và tiếng nó rất chi tiết, rất là trong trẻo. Thì những cái dòng Sapa này thì nó đã quá quen thuộc với anh em mà chơi audio rồi. Anh em cần cái chất lượng âm thanh thật là tốt ha. Thì con này rất nặng quý vị, con này thì đây vỏ gỗ của nó đây, vỏ gỗ xuất sắc ha. Con này thì em cũng có quay mấy lần rồi. Hiện nay em giao lưu đó quý vị với mức giá rất rẻ, nói chung là xả lỗ luôn quý vị, để quý vị sử dụng ha. Thì để lâu quá nó cũng chật kho quá. FM ha. Em nét căng nha. Con này thì do cái đài AM của nó quý vị, nó không có bắt được AM ha, bắt FM thôi. Mà Việt Nam chúng ta thì hay nghe FM nhiều, vì FM nó nhiều đài hay nha. Chung bắt được á, FM là quá tốt rồi. Tất cả là nguyên zin nguyên bản hết quý vị. Và với cái mức giá hôm nay em giao lưu đó quý vị, với mức giá là 6.900.000 quý vị. Con này công suất rất khỏe ha, đánh rất là khỏe. Những đôi loa cột thì em có test nhiều rồi, quý vị chắc biết hôm nay em thanh lý giá 6.900.000 thôi, bao ship toàn quốc cho quý vị luôn, tặng một bộ dây dắt để về quý vị sử dụng nha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn. Sapa 9001 nha quý vị. Con này chở kháng 4-16 ohm nha, cho nên quý vị ghép thoải mái nha, 4-16 ohm. Có cổng phono. Đấy, rất đẹp ha. 6.900.000 thôi quý vị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.